Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi thực hiện việc thi công lắp đặt 4 con camera có chức năng báo động. Và với cái loại này thì chúng tôi đã có một cái video review cho tất cả quý vị và các bạn trước, thì đấy là tại shop của chúng tôi. Còn đây là chúng tôi thực hiện thi công lắp đặt tại nhà cho khách hàng. Với cái loại camera này thì đây là cái dòng có chức năng